Chào mừng các anh chị và các bạn đến với series khóa học bán nông sản, thủy sản, hải sản online. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh, giảng viên chuyên gia về marketing online. Thì bài học số 2 này là bài học đầu tiên tôi nói về các cái vấn đề về chuyên môn. Bài học đầu tiên thì tôi đã nói về những cái phần liên quan đến nội dung học là gì, giảng viên là ai, chương trình như thế nào, vân vân. Thì để không mất thời gian nữa thì xin mời các anh chị, cô, dì, chú, bác, bà con nông dân là học cái bài học đầu tiên là chiến lược về sản phẩm. Đây là một bài học sẽ tập trung nói về vấn đề sản phẩm và nó có thể tương đối là dài. Vâng, nó có thể tương đối là dài. Thì đầu tiên các anh chị thường suy nghĩ là các anh chị sẽ bán cái mình có. Nhà tôi trồng khoai, tôi bán khoai, điều đấy không có gì sai cả. Nhà tôi trồng lúa, tôi bán lúa, không có gì sai cả. Đúng không ạ? Nhà tôi trồng ngô, tôi bán ngô, không có gì sai cả. Thế thì cái vấn đề ở đây là gì? Vấn đề ở đây là chúng ta bán cái chúng ta có, chứ đôi khi không phải là cái khách hàng cần. Vì vậy chúng ta hãy đặt câu hỏi là khách hàng cần gì, thị trường cần gì, thì chúng ta phải nghiên cứu thị trường. Cái quy mô thị trường đến đâu, cái sản lượng như thế nào. Chúng ta thường hay bị cái trạng thái là thấy người ta trồng cái gì chúng ta trồng theo. Và như vậy nó dẫn tới tình trạng là cung thừa với cầu và nó rớt giá. Nguyên tắc cung cầu không bao giờ thay đổi. Cung cao thì giá sẽ giảm, mà cung thấp, cầu cao thì giá sẽ tăng. Chúng ta muốn giữ được giá hoặc chúng ta giảm được giá thì chúng ta phải nhớ điều này. Được chưa ạ? Chúng ta phải nghiên cứu thị trường. Nghiên cứu bằng cách nào? Chúng ta phải vào Google, chúng ta tìm kiếm trong cái lĩnh vực, cái sản phẩm mà chúng ta đang làm thì thế giới nó đang biến động như thế nào? Việt Nam nó đang biến động như thế nào? Thị trường thực tế nó đang biến động như nào? Chúng ta có thể tham gia vào các hiệp hội, các hội nhóm để chúng ta nghe ngóng thêm. Ngoài cái chuyện là hàng ngày chúng ta ra ngoài đồng, chúng ta trồng cây cà phê, chăm sóc cây cà phê, cây hồ tiêu, chúng ta chăm sóc cây cao su, thay vì chúng ta không lướt mạng xã hội, đôi khi chỉ là một cái nhanh nhạy thôi thì chúng ta đã có thể là nắm bắt được thời cơ tốt hơn. Đấy là cái lời khuyên thứ nhất. Cái lời khuyên thứ hai là sản phẩm của chúng ta. Bây giờ thị trường là rất là mong muốn những cái sản phẩm mà nó phải đẹp về hình thức, đúng không ạ? Độc đáo về hình thức, khác biệt so với đối thủ, và chất lượng là phải an toàn, sạch sẽ, hữu cơ, đúng không ạ? Hoặc là đạt những cái tiêu chuẩn nào đó, ví dụ như tiêu chuẩn Việt Gap, hay là tiêu chuẩn của Mỹ, hay là tiêu chuẩn của châu Âu, hay là tiêu chuẩn của EU, tùy với từng dòng sản phẩm. Tất nhiên khi chúng ta đạt những cái tiêu chuẩn như vậy thì chúng ta phải đầu tư dây chuyền rất là nhiều tiền. Và các anh chị, cô, dì, chú, bác sẽ nói rằng là tôi không có thể làm được như vậy, thầy cứ khuyên tôi làm cái gì, đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng ta có thể không có cái điều kiện như vậy, nhưng mà chúng ta phải hướng tới canh tác sạch, an toàn. Chúng ta đừng có nghĩ là cái luống rau này chúng ta ăn thì chúng ta không phun, còn cái luống rau này chúng ta bán thì chúng ta phun. Nguyên tắc đầu tiên là sản phẩm nó phải chất lượng, phải an toàn, phải sạch, phải đặt cái tâm lên hàng đầu, đúng không ạ? Bán gì thì bán, chứ đừng bán lương tâm. Nhiều người nông dân, nhiều người nuôi trồng nông nghiệp thủy hải sản là đôi khi vì cái lợi trước mắt, hoặc là cái suy nghĩ đơn thuần quá, không ai biết, khuất mắt trông coi. Thế nên là cái sản phẩm của chúng ta nó không ra cái gì cả, thậm chí nó còn đem theo rất nhiều các cái mầm bệnh, đem theo rất nhiều những cái gọi là không an toàn cho người tiêu dùng. Đó nha, chúng ta phải đặt cái tiêu chí chất lượng lên. Đơn giản nhất là sạch, an toàn, sau đó cao hơn nữa là hữu cơ, và cao hơn nữa là những cái tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn thế giới. Chúng ta phải tiếp cận cái tiêu chuẩn đó. Được chưa ạ? Vâng, sản phẩm của chúng ta thì nên có đầu tư trí tuệ, tri thức, công nghệ vào trong đó. Ví dụ như là sản phẩm có qua chế biến, chúng ta hạn chế, đừng bán nông sản thô. Nông sản thô là thế nào? Nông sản thô tức là chúng ta dỡ củ khoai ở dưới đồng lên, thế là vứt lên xe ô tô, thế là người ta bán luôn. Thế thì rõ ràng là cái lợi nhuận chúng ta đạt được nó rất là thấp. Và tôi muốn là các anh chị, cô, dì, chú, bác phải nghĩ thêm các bước nào đó để bắt tay với nhau để chế biến nông sản. Đó, thì từ đó sẽ làm tăng giá trị. Tôi nói ví dụ, bán một củ khoai, tôi nói ví dụ thôi, hình ảnh thôi. Bán một củ khoai giá là 500 đồng. Nhưng bán một gói snack thì nó lại là gì ạ? 5.000 đồng. Vậy thì một cái củ khoai tây chúng ta sấy lên, chúng ta nghiền ra làm bột, hay là chúng ta làm snack, tức là gọi là bim bim đấy. Nói đơn giản chúng ta gọi là bim bim đấy, tiếng Anh gọi là snack, là những cái đồ ăn vặt. Một cái gói snack nó 6.000. Nó tốn bao nhiêu khoai tây đâu? Không tốn bao nhiêu cả. Chỉ đáng có độ một củ khoai tây. Họ chế biến, đúng không ạ? Tất nhiên các anh chị sẽ lại nói với tôi rằng là tôi lấy đâu ra cái máy đấy để chế biến. Vâng, chúng ta đừng đặt cái câu hỏi đấy ở đây, mà chúng ta phải mở rộng cái tư duy ra đã. À, chúng ta hãy hiểu rằng là giảng viên, thầy Phan Anh, em Phan Anh hay là cháu Phan Anh đang muốn nói với chúng ta rằng là hãy đầu tư giá trị, tri thức, công nghệ hoặc là chế biến hoặc là trí tuệ vào trong cái sản phẩm đấy, một bước, hai bước, ba bước để nâng cao giá trị sản phẩm. Ý của mình tôi muốn nói là không bán củ khoai đó. Thế còn bán củ khoai bán luôn càng tốt, bán được giá càng tốt, đúng không ạ? Hãy chế biến củ khoai đó thành snack và bán snack. Hãy nghiền khoai tây đó, đúng không ạ? Chúng ta sẽ bán thành bột khoai tây. Tôi nói ví dụ như thế. Hay là thay vì bán ớt tươi thì chúng ta bán bột ớt tươi. Hay là chúng ta bán một cái lọ ớt tươi ngâm với hồ tiêu, với tỏi. Giá trị sẽ tăng lên. Tôi sẽ cho các bạn xem một cái quảng cáo bán một cái hộp ớt tươi 1 cân mà có đến mấy chục nghìn bình luận trên Facebook. Đó, thì mình lấy ớt tươi về nhà mình trồng ra, sau đó mình học một chút cái công thức ở trên mạng, ngâm giấm tỏi như thế nào đấy, đúng không ạ? Ngon, chín tới, thế là sau đó mình bán. Thì đấy chính là cách mình sẽ làm, đúng không ạ? Hoặc là gì ạ? Mình lại hấp ớt lên, mình biến nó thành là gì ạ? Tương ớt organic. Tương ớt organic tức là tương ớt thuần túy 100% từ ớt tươi. Bây giờ thay vì người ta mua Chin Su, cái loại tương ớt công nghiệp, thì người ta sẽ mua cái tương ớt tươi của chúng ta, rất là ngon, rất là cao cấp, nhưng phải sạch sẽ, phải vệ sinh an toàn thực phẩm, phải luôn luôn đặt cái chất lượng và cái sức khỏe của khách hàng lên hàng đầu. Các anh chị, bà con nông dân nhé, các cô dì chú bác nhé, hãy nhớ điều đấy. Hay là gì? Tỏi tươi các anh chị bán đã rất là đắt rồi, nhất là tỏi gọi là gì, tỏi một nhánh hay là tỏi một tép của Lý Sơn bán rất đắt, nhưng vẫn là tỏi tươi. Bây giờ từ cái tỏi tươi đấy mình biến nó thành tỏi đen, giá trị đó đã cao lên rất nhiều rồi. Mà tôi nói các anh chị nghe, mua cái nồi về hấp cái tỏi đen đấy lên, nó không tốn bao nhiêu tiền cả. Dây chuyền của nó rất là thủ công, nghe dây chuyền thiết bị máy móc, thực ra nó rất là thủ công. Đầu tư chỉ vài triệu, chục triệu là đã có một cái máy, hấp nó lên, đóng vào là bán đắt lên gấp 5, 7 lần, 10 lần ngay. Mà không những thế, mình lại còn giữ được cái sản phẩm nó lâu. Bây giờ cái tỏi tươi mình để một thời gian nó hỏng, ví dụ thế, nó là nảy mầm, đúng không? Mình truyền nó sang cái này, mình để được rất lâu, xong mình thiết kế bao bì nhãn mác đóng vào, bán giá cao ngay. Đó, thì tôi không thể liệt kê ra hết được tất cả các ví dụ như là bây giờ nhà em trồng mía thì phải làm gì, nhà em trồng khoai, nhà em trồng sắn thì phải làm gì. Tôi chỉ đưa ra các ý tưởng để anh chị, cô dì, chú bác, bà con nông dân, các anh em là hiểu rằng là cái quá trình làm sản phẩm là chúng ta phải chế biến một bước, hai bước, ba bước, n bước để ra những thành phẩm khác trong cái điều kiện kinh tế, trình độ hiểu biết cho phép, để nâng cao giá trị lên và giảm cái rủi ro cho mình. Ok, các anh chị đồng ý không ạ? Nếu đồng ý thì cho tôi tràng vỗ tay, được chưa? Và nếu mà mình cảm thấy khó quá thì mình liên hệ trực tiếp với giảng viên để giảng viên tư vấn cho, là bây giờ tôi bán cái A, cái B, cái B, cái C này, cái điều kiện của tôi như này thì giảng viên làm nào. Tôi nhớ cách đây khoảng 3-4 năm là tôi đã vào Bình Thuận và tư vấn cho một bạn học sinh của tôi, tức là sinh viên của tôi tốt nghiệp xong đó lấy chồng trong đó, và gia đình đầu tư một cái trang trại gà với cái sản lượng khoảng tầm 1 triệu trứng một ngày. Thì tôi vào tôi thấy trang trại rất là lớn, đúng không ạ? Và rất là đầu tư rất là công phu, rồi thì theo tiêu chuẩn 1 triệu trứng một ngày là cái trang trại các anh chị biết là rất là lớn, đúng không? Bây giờ chỉ việc thiết kế thương hiệu, logo, rồi đóng gói vào, sau đó bắt đầu phát triển đội ngũ sale để bỏ vào các siêu thị, các cái kênh phân phối, giống như là trứng gà Ba Huân đã làm. Thế rồi thì phân gà thì bắt đầu là đóng gói để bán thành phân, rồi thì gà thịt thì lại bán ra ngoài, làm cho các cái siêu thị, tức là cái gì cũng bán được, đúng không? Và đầu tư như thế, nhưng mà mình phải làm quảng cáo, làm truyền hình, làm PR thương hiệu, làm website, làm Facebook. thì phải đầu tư. Thì tôi đã vào, tôi đã tư vấn được cái chuyện đó. Thì các anh chị nên nhớ, dù các anh chị là quy mô một con gà hay quy 1 triệu con gà thì ý tưởng là như nhau, chẳng qua là một con gà mình làm không bỏ đâu, đúng không ạ? Rồi thì về sản phẩm, lời khuyên tiếp theo là gì? Mình nên tìm kiếm những cái sản phẩm mà nó rất là độc đáo, khác lạ, rất là hiếm, để giảm bớt cái sự cạnh tranh. Bây giờ nhà người ta trồng khoai thì mình cũng trồng khoai thì chết rồi. Người ta trồng khoai mình phải trồng khoai Nhật, khoai Mỹ. Người ta nuôi gà mình phải nuôi gà lôi, gà trĩ. Bây giờ người ta nuôi gà Đông Tảo 10 năm trước còn làm ăn được, bây giờ không ai ăn cả, đắt. Gà Tiến Vua, bưởi Tiến Vua năm nay bán rất chạy. Bưởi Tiến Vua, bưởi đỏ năm nay bán cực kỳ chạy. Đấy, rồi thì những cái ý tưởng như bưởi hồ lô, rồi thì bưởi hình vuông, bưởi hình tròn, bắt cách phong cách của người Nhật, đấy là những ý tưởng tốt. Hãy lên mạng, hãy tìm những cái công ty nông nghiệp của Nhật, của Mỹ, của châu Âu họ làm như nào và mình học hỏi mình làm theo. Dưa hấu vuông, dưa hấu thần tài mình đã làm rồi, tốt, nhưng bây giờ mình phải suy nghĩ thêm nữa đi. Lúc nào mình cũng phúc lộc thọ, có gì mới mẻ hơn không? Thí dụ như là Paris hay là New York hay là những cái kỳ quan thế giới, mình khắc lên quả dưa liệu có tốt hơn không? Đúng không ạ? Hay là bây giờ không phải là phúc lộc thọ nữa, đúng không ạ? Mà là gì ạ? Tiền tài, là song hỷ lâm môn, là đông con lắm cháu. Mình nghĩ ra những cái thông điệp. Thế rồi thì cái mà chúng ta khi mà chúng ta làm sản phẩm ấy, thì chúng ta phải nhớ là phải đăng ký bảo hộ thương hiệu, thiết kế logo, bao bì, nhãn mác, rồi đăng ký các cái tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, vân vân. Chuyên nghiệp cái phí này nó không mất bao nhiêu cả nhá. Đấy, mình phải có thương hiệu của riêng mình. Nước mắm Phú Quốc bây giờ người ta rất là thành công, đúng không? Bưởi năm roi bây giờ ai cũng biết. Để làm cái gì đấy, nhà vườn nào mình phải có nhá. Cái này là rất là quan trọng, thì tôi sẽ có một cái video hướng dẫn riêng. Đây, tôi đang nói về góc độ sản phẩm. Rồi, chúng ta phải đầu tư cho bao bì, nhãn mác rất là đẹp, rất là cao cấp, theo chuẩn Việt Nam, theo chuẩn thế giới, và theo từng cái mức một. Hàng bình dân, giá bình dân, hàng cao cấp thì bao bì phải cao cấp. Chúng ta bắt chiếc cái bọn làm bánh trung thu ấy, đúng không? Bánh trung thu, bánh nó có cái gì đâu, nó cho hộp thật đẹp và rồi nó bán đắp lòi tù và ra, mà người ta vẫn phải mua. À, chúng ta học cái cách người ta làm, đúng không? Hay là chúng tôi thấy những cái chai nước mắm mà của các cái bà con sản xuất nước mắm làm ấy, rất là xấu. Chai nhựa, nhãn mác rất là xấu, không chịu thuê thiết kế, thậm chí bỏ ra 500 1 triệu còn tốn tiền. Thiết kế đẹp, các anh chị nhìn đấy, chai rượu Johnny Walker, đúng không, nó rất là đẹp. Hay là Chivas, hay là các chai nước hoa Dior, rồi thì các cái chai nước hoa Gucci, nó thiết kế rất đẹp. Các anh chị biết là cái chai nước hoa ấy, nó đắt nhất là ở cái chai chứ không phải là ở cái nước hoa. Riêng cái chai nó đã chiếm đến 60% chi phí sản xuất nước hoa. Các anh chị hiểu ý tôi không ạ? Hãy đầu tư bao bì, nhãn mác cho tôi cao cấp lên một chút, mình bán được giá ngay. Đấy. Chai nước mắm bây giờ vẫn cái chai nhựa nút chả ai biết. Làm chai thủy tinh hình vuông giống Johnny Walker làm cho tôi, cũng nhãn vuông như thế. Đổi Johnny Walker, người đàn ông đang chuyển động, đúng không? Thành người đang chèo lái cái thuyền thúng, bởi vì mình làm nước mắm, đúng không? Hay là một người nông dân đang cầm cái cuốc thì cũng là Johnny Walker đấy, làm cái hình ảnh tương tự như thế, rất tốt. Hiểu vấn đề chưa? Đầu tư vài triệu không thành vấn đề. Nếu không làm được, liên hệ với thầy Phan Anh, thầy Phan tư vấn làm cho giá rẻ hợp lý. Mình phải đầu tư. Bây giờ người ta nói là gì ạ? Cái giao diện, rồi thì cái ăn mặc. Đấy, thầy Phan Anh mặc com lê đẹp này, không ai dám nói thầy Phan Anh là không có tiền, đúng không? Thế nhưng mình làm cái bao bì xấu mình không thể bán đắt được, các anh chị ạ. Hãy nhớ điều đấy nha. Đừng tiếc tiền cho cái việc đó. Đấy, phải xin giấy phép đầy đủ. Đấy. Sau đó chiến lược sản phẩm là mình phải đa dạng hóa. Rồi thì nhiều mặt hàng, nhiều phân khúc, nhiều mức giá cả. Đấy, một ruột thì cũng có thể có nhiều bao bì khác nhau, nhiều mức giá khác nhau. Bánh trung thu đã làm vậy. Hoặc là vỏ giống nhau nhưng mà ruột lại khác nhau. Ví dụ như bánh bao nhân thịt gà, bánh bao nhân thịt lợn, bánh bao nhân thịt trâu. À, cũng làm giò thì giò bò, giò ngựa, giò trâu đều vẫn là giò. Chiến lược của mình phải đa dạng hóa. Đó, đấy là những cái lời khuyên rất là quan trọng. Nghĩ ra cái tên, đặt tên cho nó thật hay ho vào. Đặt cho nó một cái tên mà tiếng Việt hoặc là tiếng Anh. Và tiếng Anh thì cho nó dễ đọc mà. Ví dụ như là Tiki nghe có vẻ rất Tây nhưng thực ra nó viết tắt của chữ tiết kiệm. Tiki.vn, cái trang web thương mại điện tử rất nổi tiếng đúng không? Tiki có nghĩa là tiết kiệm. Phan Anh bây giờ tôi đổi tên thành PA, nghe rất Tây nhưng mà thực ra là viết tắt của chữ Phan Anh. PA Food, đấy, tức là thực phẩm Phan Anh. Hay là PA Organic, tức là Phan Anh Organic. Đấy, để chúng ta nghĩ ra như thế, những cái tên thương hiệu nó hay ho nha. Chúng ta làm mới sản phẩm liên tục về hình thức, về bao bì, về nhãn mác. Học thằng xà phòng OMO đúng không? Cứ nay nó bao bì xanh, ngày mai nó bao bì đỏ, ngày kia nó lại thêm cái tính năng này, thêm cái tính năng khác. Đấy, thì đấy là mình phải làm. Đừng có tiếc tiền nhá, phải có tư duy hiện đại, tiếp cận thị trường thế giới. Thế giới nó làm nào mình làm thế. Các cái công cụ nó làm thành công nào, ví dụ mình làm nước mắm Chin Su làm thành công, mình làm y hệt thế. Mình phải bắt chước, nếu mình không hiểu mình bắt chước. Còn không mình học cái chương trình này của thầy Phan Anh và mình nhờ thầy Phan Anh tư vấn cho. Đấy nhá. Rồi mình phải tìm ra cái gọi là sự khác biệt trong sản phẩm. Luôn luôn suy nghĩ về sự khác biệt. Sự khác biệt ở đây là gì? Sự khác biệt ở đây là gì? Khoai của mình to hơn, ngọt hơn, đúng không ạ? An toàn hơn. Đấy, ví dụ bưởi của mình ngọt hơn. Tại sao người ta, các anh chị bán một cái quả bưởi 15.000 không ai mua. Nhưng mà Tết vừa rồi thầy Phan Anh mua bưởi diễn 50.000, mua lúc 150 quả. Đây là tôi nói thật, không phải tôi khoe khoang. Tôi mua 150 quả bưởi diễn để ăn, biếu ăn 50.000, rất là đắt. Nhưng đấy, mình phải làm ra được cái sự khác biệt, đúng không ạ? Cái gì cái là mình phải hơn, ngon hơn, to hơn, đẹp hơn, rẻ hơn, chất lượng hơn. Bao bì, thương hiệu uy tín. Không ngon, hoàn tiền. Cam kết không ngon, hoàn tiền. Các nhà nông có làm được không? Nếu nhà nông làm được thì làm cho tôi, đúng không ạ? Mua 1 tặng 1 những cái chương trình khuyến mại, sao tôi sẽ hướng dẫn. Tạo ra sự khác biệt về bao bì, về nhãn mác, về cách bán hàng. Luôn luôn lấy chữ tín làm đầu. Tập trung giá trị cốt lõi vào khoa học công nghệ để gia tăng cái chất lượng sản phẩm nhá. Đấy, thì đấy là một số những cái lời khuyên cơ bản để các anh chị và các bạn có thể áp dụng vào cái sản phẩm của mình. Cái cách mà các anh chị sẽ làm như này này. Các anh chị học video của tôi, các anh chị lấy một cuốn vở ra. Khi tôi nói đến đâu viết lại, dừng video lại, em viết ra 1 là 2 là 3 là 4 là, ok. Sau đó mình suy nghĩ này. Mình suy nghĩ là bây giờ với cái bưởi của mình áp dụng như thế nào, với cái khoai của mình áp dụng như nào, với cái bông hoa của mình áp dụng như nào, với cái cây mía của mình áp dụng như thế nào, với con cá, con gà của mình áp dụng như nào, với cái lời khuyên của thầy Phan Anh, đúng không? Ví dụ như là người ta nuôi gà nôi, người ta nuôi chim trĩ, người ta nuôi rồi thì gà kẹp trì, nâng cao cái chất lượng thương hiệu. Một con gà 5-7 triệu người ta vẫn mua. Đó. Thế rồi thì mình tìm ra những cái hướng, chẳng hạn tôi sẽ nói về cái việc là ví dụ như là nuôi lợn rừng chẳng hạn cũng rất là thành công, hay là lợn mán bây giờ cũng rất là thành công. Cứ cái gì mà ngon, bổ, rẻ, sạch sẽ bây giờ thị trường đều yêu hết, đều có nhu cầu rất cao, được chưa ạ? Rồi, thì đây là cái video đầu tiên tôi nói về sản phẩm. Tôi sẽ có những video nữa, bởi vì cái phần nói về sản phẩm là phần rất là quan trọng. Chúng ta bán là phải có sản phẩm tốt nhá. Khi có sản phẩm tốt rồi thì chúng ta sẽ đến bước tiếp theo là chúng ta phải bán được hàng. Rất nhiều người vỗ ngực là tôi có sản phẩm tốt nhưng tôi không bán được. Vì gì? Thì phải trả lời cho câu hỏi là sản phẩm tốt thực sự đã tốt chưa? Đã là tốt nhất chưa? Giá đã tốt chưa? Bao bì nhãn mác đã tốt chưa? Mình đã là bí quyết gì chưa? Mình đã có thương hiệu chưa? Thế thì sản phẩm tốt là cái yếu tố đầu tiên nhưng không phải là yếu tố duy nhất. Ok, được chưa? Rồi, xin được cảm ơn tất cả các anh chị, các bà con nông dân đã theo dõi video bài học này. Một lần nữa xin được cảm ơn, và nếu có bất kỳ câu hỏi nào thì vui lòng liên hệ với thầy Nguyễn Phan Anh là tôi, giảng viên chuyên gia về marketing online tại địa chỉ email phananhonline@gmail.com, số điện thoại là 0989 623 888, hay là Facebook là facebook.com/phananhonline. Các anh chị có thể nhìn trên màn hình TV đây. Ok, xin cảm ơn, bye bye.